Bây giờ nhóm của mình tới hỗ trợ cho cái hoàn cảnh của cái cô này. Cô ở một thân một mình, đại gia đình có cái thân một mình rồi, không có con cái gì hết á, nuôi có một ở một mình vậy nè, rồi cô cũng bị lãng tai nữa, rồi hỗ trợ cho cổ một phần quà, và hoàn cảnh cũng nghèo khổ. Lấy máy chú hai, cô đứng gần gần cái phần quà đó. Ê, cái thực phẩm đâu rồi Lý? Có chưa, đủ chưa coi thực phẩm, chưa thực phẩm yếu đâu, chưa có thực phẩm kìa. Hoàn cảnh của ổ, ở có mình nhà nguyên để chưa, để thực phẩm vô chụp luôn ha. Để cái bao thư lên đó, để chiếc này. Rồi cô chỉnh chỉnh sửa cái đó, đó. À đúng rồi, để chưa. Cô cầm là đi rồi. Đứng. Đó, cô ở có một mình vậy nè, đại gia đình. Không có con cái gì hết á. Rồi mai chú hai chuyển qua chú tám. Rồi chuyển sáng. Mà chuyển không chuyển thầu. Dạ. Xong rồi. Là cái hậu hậu mới Lý. Có mình nè. Có mình cổ vậy. Có mình con. À, không có con cái cổ, làm như bị lãng tai nữa hay gì á. Cô nghe không? Nghe không? Nói nghe không? Không có nghe, bị điếc luôn, bị điếc ta luôn. Không, à, có một mình vậy. Dạ không có con. Rồi đi 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 con, đi, 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 đi cô ơi. Dạ. Dạ dạ. Cô giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Có một mình vậy, thân một mình. Dạ. À, có một thân một mình vậy, đại gia đình, không có con cái gì hết á. Cũng ốm yếu lắm, rồi nhóm mình thấy vậy hỗ trợ cho cổ một phần quà. Dạ cô, hôm nay nhóm từ thiện từ Tâm Trường Lưu á đến giúp đỡ cho gia đình cô một phần quà. Cô nhận giùm nha. Dạ dạ. Xíu nữa nha. Hả? Chút xíu nữa cho đủ. Này là cái nhà của đại đoàn kết của họ người nghèo ở đại gia đình của Quyền Bến Cầu hỗ trợ nhà. Cái phần thuốc tây đó thì cô uống nhớ, trước khi uống nhớ ăn cơm rồi hả, uống nha. Ăn cơm uống, ăn cơm no rồi hả, uống thuốc tây đó nha, thuốc cây nhức mỏi rồi đó. Dạ dạ, cảm ho rồi đó. Dạ cậu nói cậu không nghe rồi, có gì để dặn cổ lớn chích. Dạ.